xém mắt vậy. Dạ đúng luôn hả? Chung luôn á anh. Em ghé số mấy á? Ghé số mấy này không to quên. Số 4 nè, dạ cả số 4 lần trên. Cả số 4 lần trên ha, dạ bên này cả số 4 lần trên. Về phố luôn không? Giữ về luôn phải không? Rồi về phố luôn không? Hả? Về phố luôn không? Cái gì ạ? Về phố luôn không? Dạ. Số 4 nằm đâu hả anh? Số 4 nằm đâu ta? 4 nè, trên. Số ngộ à? Quái quê. Đây quái quá anh. Đây là phòng vệ sinh. Nước rửa tay. Có gương đèn led cảm ứng. Mình bước vô đây là nó có cảm ứng này nè. Máy lạnh. Lúc này
giờ là 5:05 sáng tại thành phố 30 thuộc. Ngủ một giấc xong là tới nơi luôn. Tới khách sạn Bạch Mã. Đây. Mình gửi đồ đi, mình đi uống cà phê, chưa vào phòng đúng không? Bự với trà bá hả? Không. Đưa gì mà khiên nặng quá. Đâu ra? Ô, làm xong rồi hả? Cái này đã khác cái phòng bữa hổm rồi ha. Đúng rồi. Này ô chưa ở. Giờ cá sếp lên cắt hết cái phòng. Hồi trước tôi đi kệ đó. Em ngủ trên xe đó. Vô tự ăn đó. Mà hai quý tài xế này nữa đéo luôn. Bạn đầu tiên mình vô mình thấy chuyện đó là thấy nó hắc ám.